Chào bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ván đấu rất hay của Kasen và kỳ thủ Zvonko Stanovski ở giải Olympic Chess 2022 giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Bắc Macedonia. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Sau vòng 5 và vòng 6 cầm quân đen thì ở vòng 7 này Kasen được cầm quân trắng và anh bắt đầu với nước D4. Đen chơi D5, Kasen bắt đầu lên tượng F4, hình thành khai cuộc London System, tức là hệ thống London. Ở đây thì đen để tốt E6, trắng lên tốt E3, đen lên mã F6, trắng lên mã F3 và đen lên tượng D6. Lúc này thì bên đen phát triển tượng và muốn đổi với quân tượng mạnh của trắng ở F4. Thông thường thì các ván đấu bên trắng thường lùi tượng về G3. Nếu đen ăn tượng ăn thì trắng lấy tốt H ăn lên và sẽ mở được cột H cho xe. Nhưng mà trong ván này thì Kasen chơi khác, anh chơi mã D2. Ở đây thì đen lấy tượng để ăn tượng của trắng, trắng lấy tốt ăn lên. Và cái hệ thống tốt này là một hệ thống tốt quen thuộc của Kasen, anh rất thích chơi cái hệ thống tốt này. Tiếp theo đến lượt là đen, đen để tốt lên C5 và trắng lựa chọn là lấy tốt D ăn C5. Nếu trắng không ăn thì đen sẽ đẩy tốt xuống và sẽ gây khó khăn cho phát triển của quân tượng trắng. Vì vậy Kasen ăn luôn. Trắng phát triển hậu lên C7 để bắt một trong hai tốt. Ở đây thì không thể bảo vệ được tốt ở C5, Kasen đẩy tốt lên G3 để bảo vệ tốt ở F4. Trắng lấy hậu ăn C5. Nếu đen lấy hậu ăn C5, trắng phát triển tượng D3. Đen đưa hậu xuống B6, tấn công vào tốt ở B2. Trắng lên mã B3 để phòng thủ. Đen nhập thành, trắng nhập thành. Đen đưa mã lên A6. Ở đây, quân mã có thể đưa lên B4 để tấn công quân tượng ở D3. Quân tượng mạnh đang tấn công vào vị trí cánh vua của đen. Vì vậy, để phòng thủ thì bên trắng lựa chọn đẩy tốt lên C3. Kiểm soát ô B4 và ô D4. Đến lượt đen, đen phát triển tượng lên D7. Lúc này, mục đích của đen có lẽ muốn lên B5 để đổi với quân tượng mạnh của trắng. Đây là quân tượng yếu của đen. Tượng yếu đổi lấy tượng mạnh. Thì Kasen quyết định là đẩy tốt lên A4. Một nước block kiểm soát ô B5, tránh cho tượng của đen đưa lên B5. Đến lượt đen thì đen không thấy không ăn được, đen đưa mã lên C5 để đổi với mã của trắng. Trắng đổi mã, đen lấy hậu ăn C5. Và mục đích của đen sẽ là đẩy tốt lên B5. Lúc này trắng tốt ăn, tượng sẽ ăn lên và sẽ lại đổi với quân tượng mạnh của bên trắng. Nhưng mà để tránh điều này thì Kasen ngay lập tức đưa mã lên D4, phòng thủ luôn ô B5, như vậy là sẽ ngăn cho quân tượng của đen phát triển. Đến lượt đen, đen để tốt A5. Trắng phát triển xe ra E1. Đen đưa hậu xuống B6, tấn công tốt. Trắng đưa tượng lên C2 để giữ tốt và cùng kết hợp với tượng tấn công cánh vua. Đến lượt đen, đen đưa xe ra E8. Trắng đưa xe lên E5. Một nước đánh mà các nước về sau bên trắng có thể đẩy tốt lên F5 để phá cấu trúc tốt của bên đen và sẽ tạo quân tốt yếu ở E6 và sẽ chồng các quân nặng ra cột E để tấn công quân tốt yếu này. Ở đây thì bên đen lựa chọn là đưa tượng lên C6, nhường vị trí D7 cho quân mã về để tấn công xe. Đến lượt là trắng, trắng đưa hậu ra E2. Đen về mã D7 đuổi xe và trắng đuổi xe về E3. Đen tiếp tục đưa mã lên C5 tấn công quân tượng mạnh của trắng. Trắng lùi tượng về C2 và đen đẩy tốt lên G6. Ở đây, đây là một nước bẫy của Kasen. Trong trường hợp này nếu đen lấy hậu để ăn tốt ở B2 thì trắng sẽ đưa tượng ăn tốt ở H2 chiếu và bắt hậu của đen. Một nước lừa Kasen. Tất nhiên thì kỳ thủ người Bắc Macedonia, anh không đơn giản chịu chấp nhận phú lừa như vậy. Và anh để tốt lên G6 để chặn tượng lại. Đến lượt trắng, trắng để tốt lên B3. Lúc này thì phải đẩy tốt lên để tránh hậu tấn công. Đen đưa mã lên E4, một quân mã ở trung tâm, quân mã mạnh của đen. Đến lượt trắng, trắng đưa xe ra D1, như vậy là quân xe kiểm soát, tức là quân xe hoạt động hơn ở cột D. Đen đưa xe ra C8, trắng lên tốt H4, lúc này sẽ là H5 và có thể là tấn công cánh vua hoặc là H6.
đến lượt là đen, đen để tốt E5 và trắng để tốt ăn E5. Đen lấy xe ăn E5. Trắng đưa hậu lên G4 tấn công quân xe ở C8. Đen chạy xe ra E8. Trắng chộc nốt xe từ D vào E1. Đen đưa mã về F6 đuổi hậu. Trắng đưa hậu sang một nước F4 tấn công xe đen. Ở đây thì đen quyết định là đổi đôi xe với trắng. Đen lấy xe ăn E3. Trắng ăn, đen ăn và hậu ăn E3. Như vậy là hai bên đã đổi xong đôi xe. Ở đây, cờ tàn này chúng ta thấy là bên trắng có lợi thế hơn khi có hệ thống tốt mạnh, còn bên đen thì có tốt cô lập ở cột D. Đồng thời bên trắng có quân mã ở D4, quân mã đứng ở trung tâm và quân mã này là một quân mã mạnh. Đến lượt là đen, đen đưa hậu xuống C5. Đến lượt là trắng, trắng đưa hậu lên F4 đuổi mã. Đen đưa mã về D7. Trắng đưa hậu xuống D2 để giữ tốt ở C3. Đen đưa mã lên E5. Lúc này mục đích của đen sẽ là hậu ăn vào quân mã ở D4. Trường hợp trắng lấy tốt hoặc hậu ăn lên thì bên quân mã đen sẽ nhảy vào F3 chiếu bắt hậu. Và để tránh nước này thì Kassen lựa chọn đưa hậu lên E3. Đen đưa hậu xuống D6. Trắng đẩy tốt lên H5. Lúc này bên trắng bắt đầu đẩy tốt để phá cấu trúc tốt cánh vua của bên đen. Nhưng mà ở trong ván đấu này thì đen không ăn. Mà thông thường thì sẽ rất khi, ít khi chúng ta thấy đen ăn tốt. Đến lượt đen, đen đưa hậu vào F6. Ở đây nước tốt cho đen, mình nghĩ đen nên đưa tượng xuống D7 để đưa vào G4. Nhưng mà đang trong ván đấu này thì đen đưa hậu ra F6. Ngay lập tức thì Kassen đưa tượng về D1, giữ quân tốt ở H5. Đen lùi tượng về D7, trắng để tốt lên H6, kiểm soát ô G7. Chúng ta thấy là quân vua lúc này sẽ không thể đưa lên được. Và nếu mà trắng có cơ hội để chiếu thì sẽ là một nước chiếu hết. Đến lượt đen, đen đẩy tốt lên G5 để hậu có thể tấn công quân tốt ở H6. Đến lượt trắng, trắng đưa mã về F3. Lúc này tấn công quân mã của đen và muốn đổi mã. Trong trường hợp đen ăn, trắng sẽ lấy tượng ăn mã để giữ quân tốt ở D5 thì có thể đen sẽ lên tượng ở C6, trắng sẽ ăn. Lúc này nếu tượng ăn thì hậu sẽ chiếu hết. Vậy trong ván đấu này thì hậu của trắng sẽ ăn tốt ở H6. Bên trắng sẽ đưa hậu xuống B6, ghim tượng, tượng không ăn lên được. Trường hợp đen lên vua để giữ hậu thì bên trắng sẽ ăn. Ví dụ như là tốt ăn lên hay là hậu ăn lên thì bên trắng sẽ bắt được tốt ở A5. Chính vậy trong ván đấu này thì bên đen không lựa chọn là đổi mã với trắng, mà bên đen lựa chọn đưa mã vào G4 đuổi hậu. Đến đây bên trắng đưa hậu xuống A7 tấn công một trong hai tốt. Ở đây thì hậu của đen ăn tốt H6, trắng ăn tốt ở B7 tấn công tượng. Đen đưa mã về F6 giữ tượng, trắng đưa hậu xuống B8 chiếu. Đen lên vua G7, trắng đưa hậu lên E5 ghi mã. Đen để tốt G4 để tấn công mã, và trắng lại đưa mã lên D4. Ở đây đen đưa hậu xuống C1 để tấn công tượng. Kassen không lùi hậu về giữ tượng mà anh lại đưa vua lên G2. Lúc này thì bên đen lại không ăn tượng, mà bên đen lựa chọn đẩy tốt lên H6. Tại sao? Trong trường hợp này nếu đen ăn tượng, trắng sẽ đưa hậu vào G5 chiếu. Ở trong trường hợp đen lùi vua về F8 thì trắng sẽ bắt lại quân mã ở F6. Đến lượt là đen, ví dụ như là đen đưa hậu ra E1 để tấn công tốt ở C3, trắng có thể chiếu. Đen lùi tượng về thì trắng sẽ ăn tốt A5 và trắng sẽ có hai tốt thông ở cánh hậu, một vị trí không tốt cho đen. Chính vậy trong ván đấu này thì đen không đổi, mà bên đen lựa chọn là đẩy tốt lên H6. Đến lượt trắng thì trắng chạy tượng lên C2, cản luôn quân hậu tấn công tốt ở C3. Đen đưa hậu lên D2, vẫn muốn ý đồ tấn công quân tốt ở C3. Trắng đưa tượng lên F5. Ở đây trắng muốn tấn công quân tượng này. Nếu tượng ăn thì mã sẽ ăn lên và sẽ chiếu vua, một vị trí không tốt cho đen. Trong ván đấu này thì bên đen quyết định là lùi hậu về G5 để phòng thủ, ghim tượng. Lúc này thì tượng trắng không thể ăn được tượng ở D7. Đến lượt trắng, trắng để tốt lên B4,
Lúc này nhận thấy cánh vua thì đang cân bằng, còn nô cánh hậu Kassen hoàn toàn thể tạo tốt thông ở cánh này. Chính vì vậy anh để tốt lên B4. Trong bản đấu này thì đen không ăn mà lấy tượng bắt tốt A4. Đen lấy tốt B ăn A5. Đen lùi tượng về D1. Trắng để tốt A6. Bây giờ chúng ta thấy là bên trắng bắt đầu đẩy tốt để phòng hậu. Đen đưa hậu xuống C1. Mục đích của đen sẽ là đưa hậu xuống phòng thủ, tránh cho tốt phòng hậu. Vẫn kế hoạch trắng đẩy tốt A7. Một nước nữa thôi là phòng hậu. Ở đây thì hậu đưa ra A1 để phòng thủ. Trắng xuống hậu E7, giữ tốt. Đen đưa tượng F3 chiếu. Trắng lấy mã ăn. Đen lấy tốt ăn F3 và trắng lấy vua ăn F3. Đến lượt đen, ở đây thì đen không lấy hậu để ăn tốt C3 vì trắng sẽ lùi vua về G2 và như vậy là hết chiếu. Các nước sau trắng có thể đưa vua đưa hậu ra B7 và phòng hậu. Như vậy trong ván đấu này thì đen quyết định là đưa hậu ra H1 để chiếu. Trắng lùi vua về E2. Đen lên hậu H5 chiếu. Trắng chạy vua không, ở đây trắng không chạy vua mà đẩy tốt lên G4 để chặn hậu lại. Đen lấy mã ăn G4. Trong ván đấu này thì bên trắng không lấy tượng để ăn mã mà quyết định là phong hậu. Như vậy là Kassen đã có hai hậu trên mặt cờ. Đến lượt đen, đen đưa mã vào E5. Như vậy là hậu chiếu. Trắng chạy vua ra E3. Hậu của đen ăn tượng F5. Đến lượt là trắng. Trắng sự bắt đầu dùng hậu để chiếu vua với nước hậu F8. Vua G6. Hậu A6 chiếu. Đen đẩy tốt F6. Hậu G8 chiếu. Vua chạy lên H5. Hậu E2 chiếu. Và bên đen chạy mã ra G4 để chặn nước chiếu và chiếu lại vua trắng. Ở đây trắng đưa vua lên D4. Đen xuống vua H4 để thoát khỏi đường ghim của hậu. Trắng lấy hậu ăn tốt D5. Bây giờ nếu đổi hậu thì 100% chiến thắng cho trắng. Mà hiện tại thì cũng là 100% rồi. Ở đây thì đen không đổi mà đen đưa hậu xuống F4 để chiếu. Trắng đưa hậu xuống E4 để chặn lại. Đen lại đưa hậu lên D6. Lúc này thì mục đích của đen sẽ là chiếu liên tục. Nếu mà bên trắng mà không thoát khỏi nước chiếu thì ván cờ sẽ hòa. Nhưng mà tất nhiên là sẽ rất khó. Ở đây thì trắng chạy vua ra C4. Đen xuống hậu, xuống tốt H5 để giữ mã. Trắng để tốt lên F3. Tấn công mã, như vậy quân mã này chết chắc rồi, bị ghim và không chạy đâu được. Bây giờ thì lựa chọn duy nhất của đen đó chính là chiếu. Hậu A6. Vua B3. Hậu B6. Vua C2. Hết chiếu. Ở đây đến lượt đen. Đen đẩy tốt F5 đuổi hậu. Nếu hậu ăn thì sẽ ăn nước chiếu. Như vậy là đen vẫn còn nước để gọi là lật ngược tình thế. Nhưng tất nhiên Kassen sẽ không ăn. Anh đưa hậu vào H2 chiếu. Đen đưa vua vào G5 và hậu F4 chiếu. Và đến lúc này nước thứ 69 này thì bên đen đã chịu thua. Ở đây chúng ta thấy là trắng có hai hậu thì đánh một lúc kiểu gì thì cũng thắng. Nhưng mà tại sao đen lại chịu thua? Bởi vì là bên trắng có thể chiếu hết trong 3 nước ở thế cờ này. Ở đây ví dụ vua đen chạy vào H4, trắng sẽ chiếu. Nước bắt buộc cho đen đó là lùi hậu về F2 để cản. Trắng sẽ ăn xuống vua và nước chiếu hết cho trắng. Còn trong trường hợp đen chạy vua về F6 chẳng hạn, trắng sẽ chiếu. Chạy đi đâu đây? Xuống đây. Chiếu. Xuống đây và chiếu hết. Nói chung là chạy đi đâu thì cũng chiếu hết cả thôi. Trường hợp chạy về đây cũng thế cả thôi. Ở đây các bạn có thể tự chơi nốt nhé. Hai hậu chiếu thì kiểu gì cũng hết thôi mà. Đấy, như vậy là bên trắng sẽ chiếu hết trong 3 nước. Kết thúc vòng thi đấu thứ 7, Kassen đã có một chiến thắng quan trọng và anh được cộng thêm 0,6 elo để tiếp tục tiến lên những cái đỉnh cao mới. Còn đâu đội tuyển Na Uy của Kassen thì trong vòng 7 này thì cũng đã giành chiến thắng trước đội tuyển Bắc Macedonia với tỷ số 2,5-1,5. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những ván đấu tiếp theo của Kassen ở những vòng sau. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để sớm cập nhật những video hay. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại.